Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta đến với văn bản số 2. Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? Chuẩn bị đọc, em đã biết gì về sao băng? Câu trả lời như sau. Sao băng là đường nhìn thấy của các thiên thạch và vận thạch khi chúng đi vào khí quyển trái đất. Gặp sao băng, ước một điều, điều ước sẽ trở thành hiện thực. Ta đến phần trải nghiệm cùng văn bản. Trải nghiệm cùng văn bản như sau. Nhiều người tin rằng khi nhìn lên bầu trời và thấy sao băng, nếu nhanh chóng ước một điều gì đó thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Một số quan niệm cho rằng sao băng là một hình tượng đẹp và thường gắn liền với nhiều câu chuyện về tình yêu. Sao băng là gì? Sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào bầu khí quyển trái đất. Với vận tốc rất lớn khoảng 100.000 km/h, lực ma sát của không khí đốt cháy thiên thạch làm nó phát sáng khi di chuyển. Thiên thạch có nguồn gốc là bụi vũ trụ, mảnh vụn từ các sao chổi hoặc các tiểu hành tinh. Hầu hết các thiên thạch bị đốt cháy trước khi chạm vào mặt đất. Tuy nhiên, nếu có kích thước lớn, chúng có thể rơi xuống và tạo nên những hố lòng chảo sâu trên lục địa. Mưa sao băng là gì? Mưa sao băng là hiện tượng nhiều sao băng xuất hiện đồng thời hoặc nối tiếp nhau từ chung một điểm xuất phát trên bầu trời. Khi quan sát những trận mưa sao băng, chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy các sao băng đều xuất phát hoặc hướng về một khu vực trên bầu trời. Khu vực đó được gọi là tâm điểm của mưa sao băng. Tên của các trận mưa sao băng sẽ được đặt theo tên khu vực tròn sao mà tâm điểm của trận mưa sao băng đó đã hướng tới. Mỗi trận mưa sao băng thường kéo dài trong nhiều ngày, tuy nhiên khoảng thời gian sao băng xuất hiện nhiều nhất lại khá ngắn, và trong khoảng cực điểm ấy, số lượng sao băng quan sát được có thể từ 10 đến 100 sao hoặc nhiều hơn. Thỉnh thoảng có những trận mưa sao băng dày đặc, mật độ sao quan sát được có thể lên hàng nghìn hay thậm chí hàng chục nghìn sao mỗi giờ. Những cơn mưa sao băng như thế được gọi là sao là bão sao băng. Mỗi năm thường có những trận mưa sao băng. Mỗi năm có rất nhiều trận mưa sao băng. Ở sau đây là những gợi ý cho bạn về một số trận mưa sao băng hàng năm có mật độ sao băng tương đối cao. Mưa sao băng Quadrantis từ 1 đến 5 trên 1 hàng năm, cực điểm thường vào 3 đến mùng 4 tháng 1. Mưa sao băng tại Alta Aquarii ngày 19 tháng 4 đến 28 tháng 5 năm, cực điểm vào mùng 5 đến mùng 6 tháng 5. Mưa sao băng Posey ngày 17 tháng 7 đến 24 tháng 8 tháng 5, cực điểm vào tháng 12 và ngày 12 đến ngày 13 tháng 8. Mưa sao băng ở Orionis ngày 2 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 hàng năm, cực điểm vào 21 đến 22 tháng 10. Mưa sao băng ở Leonis vào ngày 10 đến 23 tháng 11 hàng năm, cực điểm vào ngày 16 tháng 17 tháng 11. Mưa sao băng ở Gemini vào ngày 17 tháng 12 hàng năm, cực điểm vào ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Việc quan sát được sao băng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như trời mưa, mật độ ô nhiễm không khí của nơi đó, ánh hay ánh sáng của mặt trăng. Nếu bầu trời
Nhiều mây thì không thể quan sát được sao băng ấy, hay nơi có nhiều quá nhiều bụi ô nhiễm ánh sáng thì việc quan sát sao băng cũng gặp nhiều khó khăn. Vì sao mưa sao băng lại có chu kỳ? Sao băng là sự xuất hiện ngẫu nhiên của các thiên thạch trên bầu trời. Vì vậy tại sao mưa sao băng lại có thể xuất hiện theo chu kỳ? Bên cạnh bụi vũ trụ thì trên thực tế nguyên nhân chính làm xuất hiện mưa sao băng chính là các sao chổi. Sao chổi là những thiên thể quay về mặt trời với quỹ đạo riêng, do đó được cấu tạo bởi bụi, băng bụi, đá và đá. Nên khi chuyển động gần mặt trời, đuôi sao chổi bị sức nóng của mặt trời đốt cháy tạo thành những dải bụi trên quỹ đạo. Nếu quỹ đạo của trái đất cắt ngang quỹ đạo của dải bụi này thì ít nhất mỗi năm vào đúng một thời điểm nhất định, trái đất sẽ đi xuyên qua dải bụi đó và hiện tượng mưa sao băng sẽ xảy ra trong thời gian đó. Vì vậy hầu hết các trận mưa sao băng đều có chu kỳ là một năm. Chúng ta đến phần suy ngẫm và phản hồi. Một, văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? Có phải là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không? Vì sao? Câu trả lời như sau. Văn bản sao băng là văn bản thông tin cho tất cả những thông tin cơ bản về sao băng như nguồn gốc, vận tốc và kích thước của sao băng. Văn bản sao băng là văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên, vì giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra sao băng mượn phải mưa sao băng. Sử dụng các ngôn ngữ thuộc chuyên ngành thiên văn học để miêu tả hoạt động và giải thích hiện tượng. Chúng ta đến câu số 2. Chỉ ra những điểm khác biệt trong cách trình bày đề của văn bản sao băng là gì và những điều cần biết về sao băng. Với văn bản, bạn đã biết gì về sóng thần? Cách trình bày ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản? Câu trả lời như sau. Điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản sao băng là gì và những điều cần biết về sao băng? Với văn bản, bạn đã biết gì về sóng thần? Văn bản sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? Giải thích sao băng là gì, mưa sao băng là gì, những trận mưa sao băng mỗi năm. Giải thích vì sao mưa sao băng lại có chu kỳ. Văn bản, bạn đã biết gì về sóng thần? Giải thích sóng thần là gì, cơ chế hình thành sóng thần, nguyên nhân xảy ra sóng thần, dấu hiệu nhận biết sóng thần và các thảm họa sóng thần trong lịch sử. Cách trình bày ấy có tác dụng trong việc thực hiện các mục đích của văn bản là giúp cho văn bản trở nên logic, mạch lạc và thuyết phục người đọc hơn. Chúng ta đến câu số 3. Tóm tắt các thông tin cơ bản của văn bản dựa vào đâu? Em có thể xác định được những thông tin cơ bản này. Câu trả lời như sau. Tóm tắt thông tin cơ bản của văn bản, khái niệm về sao băng. Sao băng thực chất là đường tự nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng ta đi vào vòng khí quyển. Khái niệm về mưa sao băng là hiện tượng nhiều nhiều sao băng xuất hiện đồng thời hoặc nối tiếp nhau từ chung một điểm xuất phát trên bầu trời. Những trận mưa sao băng một năm, mưa Quadrantis, Anta Arcoris, chu kỳ mưa sao băng một năm, dựa vào các đề mục của văn bản để xác định thông tin cơ bản này. Câu số 4. Xác định cách trình bày thông tin của các đoạn văn sau và cho biết tác dụng của chúng. A. Sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch tạo nên những hố lòng chảo sâu trên lục địa. B. Mỗi năm rất nhiều trận mưa sao băng điểm vào tháng vào ngày 12 13 tháng 12. C. Sao băng là sự xuất hiện ngẫu nhiên của các thiên thạch trên bầu trời. Hầu hết các trận mưa sao băng có chu kỳ là một năm. Câu trả lời A. Cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu suy ra tác dụng giúp người đọc người nghe hiểu rõ.
và phân biệt được thế nào là sao băng một nước cũng như đặc điểm của nó. B. Cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu suy ra tác dụng giúp người đọc người nghe xác định được tên gọi cũng như đối chiếu phân tích thời gian địa điểm và vị trí diễn ra ngôi sao băng. C. Cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu suy ra tác dụng giúp người đọc người nghe phân tích được sự xuất hiện cũng như xác định được hiện tượng chu kỳ của mưa sao băng. Câu số 5 như sau. Văn bản đã sử dụng những loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Ý nghĩa của việc sử dụng những loại phương tiện đấy trong văn bản là gì? Câu trả lời như sau. Phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản đã sử dụng hình ảnh giúp cho người đọc dễ dàng hình dung được hiện tượng muốn nói đến. Số liệu văn bản mang tính xác thực và chính xác hơn. Câu số 6. Tìm và xem các video clip của trận mưa sao băng trên Internet, sau đó trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về video đó, clip đó. Cảm xúc và suy nghĩ của em về video clip trên. Sau khi xem clip trên, em cảm thấy ngạc nhiên về bất ngờ trước những vẻ đẹp kỳ thú của tự nhiên. Nó giúp em thấy được một vẻ đẹp kỳ vĩ lấp lánh ánh sáng của bầu trời đêm và những vệt sáng tuyệt đẹp mà sao băng tạo ra. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy nhé.